Soccer xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2024. Soccer TV muốn chia sẻ cho các bạn một trong những dòng lan khá là dễ trồng, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng và cực kỳ là mắn đẻ. Đó chính là những cây lan vũ nữ. Trong dòng lan vũ nữ thì có rất là nhiều loại khác nhau, có dòng thơm, có dòng không thơm và có rất là nhiều mặt bông khác nhau. Soccer xin lựa 5 cây tiêu biểu để chia sẻ cho các bạn. Đó chính là bao gồm cây hồng mỹ nhân, mặt bông đó chính là màu đỏ mận chín. Cây thứ hai đó chính là vũ nữ mèo cam, hay thường gọi là cam nửa, mặt bông như là một đốm lửa rực cháy trong vườn. Cây thứ ba đó chính là vũ nữ kẹo ngọt, màu đỏ chấm bi, hương thơm, rất là đẹp. Cây thứ tư là cây quốc rân sô-cô-la, hay thường gọi là vũ nữ saribabi, hương vị sô-cô-la rất là đẹp. Và cây cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là cây vũ nữ ngọc nữ. Gam màu chủ đạo đó chính là màu hồng, lưỡi màu trắng, chấm vàng, rất là đẹp. Tất cả những cây lan vũ nữ này là giống hàng Đài Loan, được trồng tại Lâm Đồng. Và Soccer muốn chia sẻ cho các bạn để chúng ta chơi. Dòng này thì ra bông quanh năm suốt tháng. Cây thì Soccer chia sẻ là những cây có ngồng và bảo hành chuẩn mặt bông. Hiện tại Soccer đang chia sẻ là một cây lan vũ nữ với giá là 125.000 một chậu. Các bạn mua 3 cây, thích lựa loại nào cũng được, Soccer sẽ miễn tiền ship. Còn các bạn mà mua 1 cây hoặc 2 cây, phí ship là 35.000. Cố gắng giúp Soccer là lấy 3 cây để được miễn tiền ship. Một mặt bông rất là đẹp. Đầu tiên Soccer muốn chia sẻ cho các bạn, đó chính là cây vũ nữ hồng mỹ nhân. Gam màu đó chính là gam màu đỏ mận chín. Soccer sẽ viết tên ở dưới chậu. Dòng này thì giả hành rất là căng tròn, nên vì vậy mà Soccer phải hết sức cẩn thận bọc để cho em ấy không có bị hư cái giả hành của các bạn. Cây có ngồng, chơi bông được khoảng là 60 ngày. Em này điểm nổi bật nhất đó chính là gam màu nóng đậm và hương rất là thơm, bay xa. Cái cây này chỉ cần ra được 5-6 bông thôi, các bạn đã ngửi thấy mùi thơm của em ấy rồi đó. Dòng này thì ra rất là nhiều, rất là nhiều và phân nhánh nhá, rất là đáng chơi. Em này thì sóc cò thấy là đẹp cả giả hành và đẹp cả về mặt bông nữa. Cây thứ hai đó chính là vũ nữ mèo cam, hay thường gọi là cam lửa. Em này là duy nhất trong lô ngày hôm nay là em này không hương thơm, nhưng mà bù lại thì gam màu của em rất là đẹp. Cam lửa. Đây là ngồng của em đây. Cánh thì cánh sáp. Chơi bông cũng được 60 ngày, giả hành to. Gam màu nóng giống như là đốm lửa rực cháy. Vâng, các bạn mà chưa có cây cam lửa thì có thể sưu tầm một vài cây. Cây thứ ba đó chính là cây kẹo ngọt. Kẹo ngọt là gam màu là màu đỏ chấm bi. Giả hành thì là thuộc size trung bình. Hoa thơm, màu đẹp. Chơi bông được 60 ngày. Những dòng lan vũ nữ là dòng lan rất là mắn đẻ. Ban đầu là giả hành nhỏ và các em cứ đẻ ra, cứ đẻ liên tục như vậy. Em này thì không có kén chọn về thời tiết. Ngoài Bắc thì lại lạnh thì em này giả hành còn phát triển mạnh nữa. Trong Nam thì chúng ta trồng cũng rất là ok, nhưng mà những cây lan vũ nữ sóc cò thế này, các anh chị ở ngoài Bắc trồng đẹp hơn, giả hành to hơn, đạt hơn. Cây thứ tư đó chính là cây quốc dân sô-cô-la, một trong những dòng lan có thể nói rằng là ai ai cũng trồng. Em này điểm nổi bật đó chính là ngồng rất là dài, có thể dài tới 1,5 đến 2 mét. Hương rất là thơm, hương vị màu sô-cô-la, nên nhiều người gọi tắt em này là cây sô-cô-la. Nhưng thực tế ra là tên quốc tế của em này đó chính là vũ nữ saribabi nhé. Màu sô-cô-la và lưỡi màu trắng, rất là đẹp. Dòng này giả hành to, có thể nói là to sau mỗi cây vũ nữ hoàng hậu mà thôi. Rất là to, mọi người thấy giả hành của em rất là to này. Đây, tay của sóc cò đây, giả hành của em đây, căng tròn. Và cây cuối cùng của ngày hôm nay được rất là nhiều các cô, các bà, các mẹ, các chị thích, đó chính là cây ngọc nữ. Gam màu là màu hồng chủ đạo. Và cây này thì em ấy là dòng size mini, nhưng mà bù lại em ấy phân nhánh rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Hương thơm, bông nhỏ nhưng mà hương thơm. Đó, màu này màu rất là đẹp, rất là đẹp. Soccer sẽ gửi cho các bạn là những cây vũ nữ này, ngọc nữ, bèo bèo cũng phải được 2 ngồng đến 3 ngồng trở lên nhé.
Thì Shopko phân tích những ưu điểm và nhược điểm như thế sau để cho mọi người khách quan nhìn nhận nhất. Cây vu nữ là dòng khá là dễ trồng này, siêng bông, ra bông quanh năm, hương thơm và cực kỳ mắn đẻ. Và ngoài ra những cây lan vũ nữ cũng có những nhược điểm như sau. Nào, dòng lan là bông khá là nhỏ so với những dòng lan khác. Thứ hai nữa đó chính là thân lá của em này không có được đẹp so với những cái dòng chơi thân lá như là đay châu, ngọc điểm, hồ điệp. Thân lá của em này là lá nhỏ giống như là những bụi cỏ vậy. Và ngoài ra thì là những cây lan vũ nữ mà em này mà em ấy trồng càng về lâu về dài, đặc biệt là những cây lá già thì em sẽ có biểu hiện đó chính là chấm đen lên trên lá, nhìn khá là không được đẹp lắm. Ví dụ như là những cây mà mới ra chẳng hạn thì là lá của em ấy xanh mướt như thế này, nhưng mà sau khi ra ngòng xong thì là lá của em sẽ chuyển sang dạng là chấm li ti đen như thế này này. Cái này là cái nét đặc trưng của cây lan vũ nữ mà không thể khắc phục được, và cũng là cái nhược điểm mà sau cò thấy nó hạn chế người chơi lan rất là nhiều. Bên cạnh đây đó chính là những chậu lan ngọc nữ này, dòng này rất là siêng bông. Các bạn thấy này, một ngòng này, hai ngòng này, ba ngòng này, đang ra ba ngòng và hiện tại đang ra một ngòng nữa. Và ngoài ra mọi người nhìn kỹ giúp sóc cò này, đang ra ngòng tiếp theo này, ra thêm hai ngòng mới. Đây là ngòng cũ này, ngòng cũ là đen này này, đó. Dòng này rất là siêng bông. Đấy chính là những ưu điểm và nhược điểm của dòng lan vũ nữ. Các bạn là chưa có thì chúng ta có thể trồng trải nghiệm. Rất là thơm, bông nhỏ nhưng mà cực kỳ là thơm. Trồng lan vũ nữ thì các bạn chủ yếu là chuẩn bị cho giúp sóc cò, đó chính là chủ yếu là than hoặc là vỏ thông size nhỏ nhé, đừng có trồng size to. Size to thì các em ấy không có chịu đâu. Size to thì chúng ta chủ yếu là cục than to, vỏ thông to, chủ yếu là trồng hồ điệp hoặc là đai châu. Đối với những cây vũ nữ hoặc là những cây dendro thì các bạn phải trồng những cái giá thể là thật là nhỏ, càng nhỏ càng tốt. Vườn của các bạn đã có 5 mặt bông cây lan vũ nữ, đó chính là cây ngọc nữ, sô cô la, kẹo ngọt, cam nửa hay là hồng mỹ nhân chưa? Chưa có thì liên hệ giúp sóc cò sẽ lựa cho bạn những chậu lan có ngồng và những dòng lan này để chuẩn để chơi Tết 2025. Và ngoài ra hiện tại sóc cò đang chia sẻ rất là nhiều dòng lan khác, bao gồm như là dendro, hàng thuần than, rất là khỏe mạnh, về các bạn chỉ việc treo lên mà thôi, không cần phải sang chậu nữa. Như là bò tím, pensoda, bà liễu xưa, cây cũng rất là khỏe mạnh. Các bạn có thể là ghép mua bên sóc cò không biết là 5 cây lan dendro là được miễn tiền ship thôi, hoặc là mua 3 cây dendro hoặc là 3 cây vu nữ là sẽ được miễn tiền ship. Bên sóc cò bán hàng sẽ bảo hành chuẩn mặt bông, và cây nào thơm thì sóc cò sẽ nói là thơm, cây nào không thơm thì sóc cò sẽ nói là không thơm. Lô ngày hôm nay có 5 cây thì sẽ có 4 cây thơm, bao gồm là cây hồng mỹ nhân, cây kẹo ngọt, cây sô cô la và cây ngọc nữ là dòng hoa thơm. Chỉ riêng duy nhất em cam lửa là dòng không có hương thơm nhé, nhưng bù lại thì mặt bông khá là đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn có những ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Tạm biệt.